Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem video ngày hôm nay. Thì hôm nay em sẽ mang đến cho mọi người, giới thiệu tới mọi người một cây bass Fender Zabass ha. Đây là một cái dòng Fender Zabass GB62 nha mọi người. Cây này được sản xuất vào năm 1997 nha. Đây là cái mã số series của đàn. Thì mọi người có thể check nó trên một số cái trang web chính hãng của Fender. Mà check là check trên những cái trang của Fender Nhật nha mọi người, chứ đừng có check trên trang của Fender Mỹ thì sẽ tìm không có ra đâu. Đấy, thì hoặc là mọi người có thể xem những cái catalog của nó riêng là gấp thịt in da băng và cái mã số series là chữ O. Thì cái chữ O của nó thể hiện cho cái khoảng năm từ năm 1997 cho tới năm 2000 ha mọi người. Rồi, và đây là một cây Fender Zabass GB62 nha mọi người. Và tình trạng của nó còn rất là đẹp. Cây này hiện tại nó có tuổi đời khoảng 26 tuổi mọi người ha, khoảng 25-26 tuổi nha. Thì đàn thì nó có một cái chốc sơn nhẹ ở đây nha mọi người. Đó, một cái chỗ chốc sơn khá là nhỏ ở đây ha. Màu đàn thì là một cái màu xanh bết mọi người. Đây là một cái màu truyền thống của dòng Fender ha. Đấy, mọi người sẽ nhìn thấy những trên những cây guitar điện nè, trên những cây bass. Đó, thì cái màu xanh bớt này là một cái màu truyền thống. Đó. Đây, đầu cần có ghi là Fender Zabass ha. Đầu cần ghi Fender Zabass rất là rõ ràng nha mọi người. Đó. Cái tem đàn khá là đẹp mọi người. Rồi, về phần phím đàn cũng như action. Đàn thì action em đã cân chỉnh như lắp dây mới, nó khá là thấp mà mọi người. Cầm đánh nó rất là vừa tay mọi người. Cái này đánh khá là ok ha. Và cái bộ khóa, đây là một bộ khóa vintage đi theo đàn, còn nguyên zin nha. Đấy, đây là một bộ khóa Fender mọi người. Mọi người á, cái khóa này là mọi người mở 4 móc ra, ở phía trong nó có ghi chữ da băng ở trong nha mọi người. Đấy, là những cái khóa này rất là xịn ha. Mọi người xả dây lên dây đầu đều rất là mượt tay mọi người. Đó, còn cái chỗ này á, là nó lắp để mọi người đeo á, đeo dây đeo vào đây ha. Và dưới này nè, thì mọi người muốn đeo ở trên đầu cần cũng được, hoặc là đeo trên này cũng được. Đây, thì hãng nó làm sẵn cho mọi người như thế ha. Cây Fender Zabass này là một cái dòng bass siêu nha mọi người, không có ream. Đây, những cây Fender Zabass GB62 đâu ha, là nó không có ream nha mọi người. Đó, thì nếu mà mọi người muốn tiện lợi một chút, mọi người muốn có ream thì mọi người có thể lắp lên trên đàn một cái Audere hoặc là một cái Aguila gì đó cho nó hay ha. Còn nếu không, mọi người có thể sử dụng bass siêu cũng được, và chơi với những cái đồ cục mọi người, hoặc là mọi người cắm vào trong cái arm bass để đánh ha, tiếng nó rất là hay. Còn về cái dòng Fender Zabass này thì nó quá là nổi tiếng rồi mọi người, nó rất là chuộng trên thị trường ha. Nó làm show đồ chơi khá là đa dạng hình nhạc mọi người. Đấy, cái dòng mà Zabass này nó rất là đa dạng ha, chơi từ rock cho tới nhạc nặng, nhạc nhẹ gì cũng có thể chơi được những cái dòng Zabass như thế này ha. Rồi, và cây này thì tình trạng còn rất là mới, rất là đẹp nha mọi người. Đó, mặt trước mặt sau rất là đẹp. Tuy nhiên tiếc một cái, nó có một những cái vết chày nè mọi người. Những cái vết cứng mất lớp sơn ở đây, và những cái lớp vết chày nhỏ theo thời gian ha. Thì mọi người cũng biết rồi, mình chơi đàn mà mình cầm tới cầm lui thì đôi khi nó va chạm, nó bị cứng, bị chày nhẹ ha mọi người. Rồi, và cây này thì em bán với mức giá chỉ có 14 triệu nha mọi người. 14 triệu cho một cây Fender Zabass GB62-55. Đấy, okay. Sau đây em mời mọi người nghe thử âm thanh của cây Fender Zabass này nha. Và mọi người có yêu thích cây này thì mọi người liên hệ với em qua Zalo hoặc điện thoại trực tiếp cho em nha mọi người. Em có để số điện thoại ở trên màn hình để cho mọi người có thể tiện liên lạc hơn ha. Và mọi người xem video tới đây thì nhớ cho em xin một like cũng như là một đăng ký kênh nha mọi người. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều đã ủng hộ trong suốt thời gian qua.